Xin chào các bạn. Tôi tên là Bobo. Ở đây là ông Marcus, bạn của tôi. Chào ông. Con chào ông. Yeah. Con chào ông. Ông ở Việt Nam bao chưa? Ở Việt Nam bao lâu rồi? Yeah. 10 năm rồi. Yeah. Nhiều năm, nhiều. Năm năm. Là nhiều hơn. Lần một anh đi Việt Nam là lần một 2007. Yeah, yeah, yeah. Sure. Ông thích Việt Nam không? Ông thích Việt Nam không? Ah, yeah, Việt Nam thích. Da Nang. Da Nang, Da Nang. Da Nang number one. Yêu thích nhất thành phố của ông là Da Nang. Bởi vì có biển. Biển rất đẹp. Đúng rồi, rất đẹp. Ở đây vợ của ông. Yeah. chưa lấy vợ. Chưa. Vợ và chồng. Yes. Vợ và chồng. Chồng đúng rồi, đúng rồi. Hai vợ chồng. Okay. Còn có một câu hỏi. Ông thích ăn gì? À, món ăn Việt Nam. Thích ăn gì? Việt Nam. Cơm bình san. Cảm ơn nhiều. Không có gì.